Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có rất là nhiều xe ô tô ở đây nè các bạn ơi. Rất nhiều xe luôn, siêu xe. Wow, các bạn ơi. Đây, có một chiếc xe siêu to khổng lồ màu vàng nè các bạn. Đó, không biết là xe gì, mình sẽ leo lên mình lái thử cho các bạn coi nha. Các bạn biết xe này xe gì không? Nó rất là to luôn, nổ máy nào. Ok, let's go. Xe này xe gì các bạn ơi? Xe Tiger này, có con cọp nè. Ôi, phía trước chúng ta rất là nhiều cây màu tím luôn kìa. Ê, mình sẽ đi ra ngoài nha. Xe gì các bạn ơi, mình thử coi có chức năng gì. Các bạn nhìn nè, nó mở cái gì ra nè. Các bạn biết xe này xe gì không? Mình không biết xe gì luôn, thôi mình cứ chạy đã. Ấy, đây có một cái cầu, mình cho xe leo lên cầu thử coi. Leo lên nào. Xe này yếu quá các bạn ơi, leo lên cầu không được rồi. Cố lên, cố lên. Cũng thành công rồi, cho xuống dưới cầu luôn. Oh my god, bị lật rồi các bạn ơi. Xe bị lật mất tiêu rồi. Ok, không sao, mình sẽ đi ra ngoài mình lấy xe khác nha. Ấy, cái chân tôi muốn xe ô tô. Cái cầu rất là to luôn, để chạy bộ về nhà nào. Đây các bạn ơi. Ấy, nhảy cao không được các bạn ơi. Thì ra nào, ra nào. Ôi, thôi mình đổi xe khác nha. Đấy, có một chiếc xe gì màu vàng nữa nè các bạn. Đây là xe máy xúc các bạn ơi. Hay mình ra mình đổi xe khác đi. Bên đây có xe gì đây? Rất là nhiều xe đây. Một chiếc xe màu xanh. Không biết xe này xe gì nữa. Ở máy nào? Vậy qua đây nào. Các bạn biết xe này xe gì không? Mà rất là siêu to khổng lồ luôn. Mình cũng không biết xe gì luôn. Ấy, nó có chức năng gì này? Ấy, nó móc cái gì lên nè các bạn? Đó, xe này xe gì ta? Để mình thử coi nó có đi chơi cầu tuột được không nha. Thì ra chắc xe này xe cứu hộ nữa các bạn. Nó có cái đồ móc nè, đó, cái đồ móc nè. Xe này chạy khá nhanh, có lẽ là chơi cầu tuột rất là mạnh nè. Đúng rồi. Bị dính lên cầu tuột rồi các bạn ơi. Xe này bị dính cầu tuột rồi. Mình đổi xe khác nha. Xe này rất là mạnh nhưng mà bị dính cầu tuột rồi. Có xe gì ở đây? Một chiếc Dump Truck nè, xe ben màu đỏ nè các bạn ơi. Mình chơi cho nó ben được không? Không ben được các bạn ơi. Đi nha. Hôm nay chúng ta sẽ cho các xe thử tham gia cuộc thi thử thách là leo cầu tuột, coi các xe nào là mạnh nhất nha. Xe này chạy rất là nhanh luôn các bạn. Chạy quá lố rồi, thắng lại. Thắng lại, đây, cái cổng ở đây cơ mà, bắt tài xế ơi. Rồi, bên phải nào. Đây. Cái cầu tuột của mình, hai chiếc xe nó bị dính. Ấy, chiếc xe màu xanh nó đâu rồi? Xe màu xanh đây nào các bạn. Nó vẫn bị dính lên đây nè. Xe này rất là mạnh luôn, bay qua trên đầu luôn các bạn ơi. Ghê thật. Xe này rất là ghê. Đấy, mình cho chạy lại một lần nữa nha. Xe này rất là khỏe luôn. Xe này hơi bị mạnh đó các bạn. Các bạn nhìn nè, mình quay đầu nào. Các bạn thấy tốc độ nó rất là nhanh chưa? Rồi, lấy cô tô nào. Mình sẽ cứu hộ xe kia, cho cái xe kia rớt xuống nha. Xuống nào. Không xuống được các bạn ơi. Bị kẹt đây luôn rồi. Rơi kia rồi. Không được các bạn ơi, dính cái bánh rồi. Dính cái bánh ngay chỗ này luôn rồi. Thôi mình đổi xe khác đi. Ở đây nguy hiểm quá. Đây có một chiếc xe gì nè. Đổ máy thử coi. Xe màu vàng. Đây có lẽ là xe ben hay xe gì rồi. Có chức năng gì không? Xe này chắc là để chứa chứa gì các bạn ơi, chứa thóc lúa gì nè. Xe này cũng khá là bự. Xe bự như vậy có thể là leo cầu tuột được đó. Mình thử chiếc này nữa thôi, là tí nữa mình lấy xe khác đi làm việc khác nha các bạn nha. Bạn nhớ theo dõi nha. Tung vô cái tường rồi. Vậy qua, vậy qua. Trời ơi, xe rất là to luôn các bạn ơi. Chim bay lên trời kìa. Xe này có vẻ là chạy rất chậm, cái bánh nó không quay được nè các bạn. Chạy rất là chậm luôn, nên là có lẽ là không leo được lên cầu tuột rồi. Lên nào, thử coi. Yếu lắm các bạn ơi. Yếu lắm, yếu lắm, yếu lắm. Hai cái xe này nó bị rơi xuống rồi nè. Bị kẹt đây rồi, bị kẹt rồi. Xe này cũng bị kẹt chỗ này luôn các bạn ơi. Hai cái xe kia nó bị rơi xuống dưới đất rồi kìa, các bạn thấy không?
Ai, bây giờ mình đổi xe khác đi. Wow, xe này xe gì ta? À, xe này là xe mấy cái bánh xích nè các bạn. Ê, cái bánh xích của nó nè. Wow, bánh xích này chạy cũng khá nhanh nè các bạn ơi. Bánh xích nè. Wow, bánh xích chạy khá nhanh luôn. Ê, wow, lại một vòng luôn. Thôi, bánh xích này chạy muốn leo được từ đâu? Mình cho ra đổi xuống với xe mấy xe ô tô này đi. À, các bạn thấy nhà mình giàu không? Nhà mình là đại gia nha. À, quá trời xe luôn. Mình là ông chủ một hãng xe rất là lớn các bạn ơi. Đấy, wow, xe trộn bê tông. Ok, xe trộn bê tông cũng tham gia luôn. Lên đường nào. Wow, cái thùng nó quay được các bạn ơi. Eo con nha. Xe trộn bê tông hiệu eo con các bạn. Đó. Ê, ê, có người phía trước coi chừng, có tài xế tìm tung như người đó. Rồi, ôi, sáng nữa là tung. Bây giờ mình sẽ cho leo lên đây có được không? Ôi, xe ô tô đi ra. Ôi trời ơi, muốn xe ô tô. Wow, xe ô tô nó đi xuyên luôn. Wow, cũng leo được nè các bạn ơi. Ý, rơi xuống rồi. Cắm cái đầu xuống luôn các bạn ơi. Lật xe luôn rồi. Wow, hên quá. Wow, xe trộn bê tông này chán quá. Đổi xe khác đi. Đấy, mình cho các bạn xem. Đây là xe gì nè. Đây là xe. Đây nào. Đây là xe cắt cỏ nha. Máy cắt cỏ nè. Đó. Đưa cao lên cái đồ cắt cỏ nè. Thôi, chạy nào. Thôi, mình sẽ đi cắt cỏ cho bạn coi nha. À, không đâu. Xe này hôm nay mình không không cắt cỏ được. Xe này là xe máy cắt cây các bạn ơi. Đây, phía trước của mình rất là nhiều cây dừa kìa. Mình sẽ cho máy này đi cắt cây dừa cho bạn coi nha. Rồi, mình quẹo qua đây. Các bạn thích cây dừa màu gì? Mình có màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu hồng kìa. Xe này chạy là khá chậm. Thôi, giờ mình cho sẽ cắt cây màu hồng này đây. Rồi, tới nơi rồi nè các bạn ơi. Đây, để mình cho các bạn coi cái cách của nó làm việc nha. Đây, mở ra. Mở ra. Đó, mở ra nè, thấy chưa? Rồi, mình quay qua đây. Thôi, mình đưa tới. Hạ này xuống tí xíu. Hạ xuống nào. Đó, hạ xuống. Rồi, bấm cắt nào. Wow, các bạn thấy mình cắt giỏi chưa? Rồi, cắt đứt cái gốc rồi đó. Lôi nó ra. Rồi, bây giờ mình cắt từng đoạn ra nha. Đây, cho các bạn coi lại gần nè. Đó, cắt nào. Đó, nó cắt được một đoạn rồi, các bạn thấy không? Cắt thêm đoạn nữa nào. Rồi, cứ cắt đi nha. Khi nào cắt hết thì thôi. Rồi, rất là đẹp luôn. Ok các bạn ơi, xe rất là đẹp luôn. Rồi, wow, nó cắt xong cây dừa rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi cắt cây dừa màu xanh đi. Các bạn coi nha. Vướng rồi đi rồi. Wow. Rồi, đi qua bên cây dừa màu xanh này, mình cắt dừa màu xanh nha. Đây, cây dừa màu xanh đây, phía trước này đi. Tới nơi rồi nè. Mở ra, đó, mở ra rồi đó các bạn. Ê, nó quay tới quay lui có điều kiện lắm các bạn ơi. Quay qua bên kia đi. Lùi lại chút xíu, nó chưa vô khớp. Rồi, tiến tới. Đó, rồi, cắt nào. Rồi, ê, xem mở ra. Rồi, cắt đi. Chưa vô khớp nữa. Rồi, cắt được rồi. Đó, các bạn thấy chưa, lùi lại. Mình kéo cây dừa này đi dạo phố chơi đi. Đó các bạn ơi, mình kéo cây dừa này đi dạo phố nha. Thôi đi nào, tiến tới. Mình mang ra chỗ khác chơi nào. Ui, bị vướng ở đây rồi. Mình mang cây dừa này đi lên cầu tuột đi. Ôi, phải nâng lên, hơi kẹt xe rồi các bạn ơi, nâng lên cao đi. Cây dừa này cho nên lên cao nè. Lên cao đi, rồi. Đó, lên cao cho nó dễ đi. Ui, nó vướng cái xe của mình rồi. Lùi lại. Thấy khó quá các bạn ơi. Rồi, đi. Bây giờ chúng ta đã đi được rồi nè. Mình kéo cái dừa đi chơi nha. Xe rất là khỏe luôn các bạn ơi. Để mình thử thách vừa kéo dừa vừa leo lên trên cái cầu tuột có được không nha các bạn nha. Mình còn rất là nhiều xe nữa nè. Tí nữa mình sẽ lái máy bay đi một vòng các bạn coi trang trại của mình nha, để coi hôm nay mình có nuôi con thú gì không.
Wow, tài xế này các bạn ơi, bác tài xế rất đẹp trai luôn. Ê, đừng có tung mình nha, đừng có tung mình nha, để mình thử thách mà. Rồi, cái dù rất là nặng các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử leo lên nha. Ê, rồi cố lên, cố lên. Wow, cố lên nào, cố lên. Wow, sắp thành công rồi, ôi trời ơi, nặng quá, nặng quá. Nặng quá các bạn ơi, lên nào, sắp tới nơi rồi, kìa, sắp tới đích rồi. Cố lên, cố lên. Trời ơi, còn rất là nhiều dừa dưới kia luôn các bạn ơi. À, rồi, gần lên tới nơi rồi các bạn ơi. Cố lên nào, thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi. Coi chân rớt, trời ơi, sẽ mở rớt cái xe xuống dưới luôn các bạn ơi. À, rồi, đã thành công rồi nè các bạn ơi. Yeah, thành công rồi. À, mình đứng lên mình cắt luôn. Ơi, cắt rơi xuống dưới đất kìa các bạn. Đó. Đó. Rồi, cắt hết keo luôn nha. Rồi, gần xong rồi các bạn ơi. Thật là thú vị quá đi. Rồi, xong cây dừa của mình. Thử thách cắt dừa trên cao đã thành công. Bây giờ mình các bạn ơi, đây có một chiếc xe cân băng nè. Các bạn đã từng chơi xe này chưa? Rồi mình đi thử một vòng nha. Nên ghê chưa, ghê chưa. Chạy rất nhanh luôn các bạn ơi. Lặn tới lặn lui ghê quá. Ê, tôi coi dừng tung vô nhà. Thôi à, mình chạy ở đây mình coi có xe gì. Đây có một chiếc xe điện cân bằng nhỏ nữa nè, chạy nha. Nên các bạn thấy mình lái xe điện cân bằng ghê chưa. Thôi bây giờ còn nhiều xe lắm, mình thử xe này đi. Đây, ui xe nó cứ leo xe điện hoài, lùi lại đi. Đây xe này là xe gì đây? Ơi, mình chạy tới coi, không biết là xe gì nữa các bạn ơi. Nhiều xe quá. À, thì xe ra xe này là xe xe vận tải cứu hộ nè các bạn ơi. Đây, xe cứu hộ. Đó. Đó, nó dài cái chân nó được kìa. Rồi, ok. Xe này là xe vận tải nè, mình sẽ cho cái xe này leo lên đây luôn. Rồi, chạy nào. Lên nào. Lên thành công rồi, bây giờ mình sẽ thử thách chở xe này đi nha. Mình thu cái càng lại đi, thu càng lại. Nó thu càng lại rồi kìa. Wow, xe rất là mạnh luôn. Mình sẽ cho leo lên cây cây dừa ấy, cho nó đi cái một tuần thử coi nó có leo lên được không nha. Ơi, có chừng tung vô cây dừa, coi chừng tung vô cây dừa. Wow, chim bay rất là nhiều. Ui, chà, lùi lại lùi lại lùi lại, tung vô cái cột điện rồi. Lùi lại rồi, hên quá cái xe nó chưa có rơi xuống các bạn ơi. Ui, chưa được chưa được cái cột điện. Lùi lại rồi, tới nào tới nào. Vướng cái xe ô tô rồi, thôi bỏ luôn đi, xe này mình leo luôn luôn. Wow, nặng quá các bạn ơi, bị kẹt chỗ này rồi. Ôi, về đổi xe khác đi. À, đây có một chiếc máy xúc nè. Máy xúc mình sẽ cho xử lý xe tăng các bạn ơi. Máy xúc xử lý xe tăng luôn. Chống máy xúc được, để con xe nặng mạnh hơn nha. Bên nào múc cái xe tăng, múc cái xe tăng. Wow, không múc trúng rồi, tới tí nữa đi, còn xa quá. Rồi múc xe tăng, múc xe tăng. Múc xe tăng nào, múc xe tăng, múc xe tăng nào. Hóa học không thành công các bạn ơi. Quay qua đây rồi xuống lúc nào. Bay ngửa cái xe tăng luôn các bạn ơi. Xe máy xúc mạnh hơn xe tăng nha. Ok, bye bye các bạn nha, cảm ơn các bạn theo dõi video nha, hẹn gặp lại nha.